Pháo binh Ukraine khiến Nga tổn thất một hệ thống phòng không Thor M2 tại Zaporizhia và một tổ hợp Buk M2 tại Kherson. Kế hoạch mở rộng đối tượng tuyển quân đã được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ tháng 6, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đến nay vẫn chưa ký, bất chấp áp lực từ quân đội. Israel đã nối lại các cuộc tấn công vào Hamas sau vài ngày tạm ngừng kéo dài, cáo buộc lực lượng Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 30 tháng 11 đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù. Trong chuyến thăm Qatar, Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier khoanh tay đứng ở cửa máy bay, đợi gần 30 phút trước khi Ngoại trưởng Qatar tới đón ông. Xin kính chào quý vị đang theo dõi thông tin toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang ngày một căng thẳng. Khi mới đây, pháo binh Ukraine đã khiến Nga tổn thất một hệ thống phòng không Thor M2 tại Zaporizhia và một tổ hợp Buk M2 tại Kherson. Theo Defense Block, trong ngày 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này bắn nổ hệ thống phòng không Tho M2 của Nga. Cuộc tập kích do Lữ đoàn Sơn Cước số 128 thực hiện tại tiền tuyến Zaporizhia. Đại diện Lữ đoàn số 128 cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái UAV trinh sát Shark để tìm ra hệ thống phòng không của đối thủ. Sau khi xác định được vị trí chính xác, pháo binh Ukraine đã khai hỏa để bắn nổ hệ thống Tho M2. Quân đội Ukraine tiết lộ, Nga đã tổn thất khoảng 36 tổ hợp trong M2 kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Trong M2 là hệ thống phòng không được sản xuất bởi tập đoàn Amas Antey, được coi là một trong những phương tiện phòng không hiện đại nhất mà quân đội Nga đang sở hữu. Trong trạng thái chiến đấu, trong M2 chỉ mất 1 đến 3 giây để phản ứng với các mục tiêu trên không, kể cả các mục tiêu nhỏ và bay ở độ cao thấp như UAV. Radar của hệ thống phòng không này có thể theo dõi cùng lúc 144 mục tiêu ở phạm vi 32 km. Cùng ngày quân đội Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS để bắn hạ một tổ hợp phòng không Buk M2 của Nga. Cuộc tập kích diễn ra tại vùng Kherson, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Tính từ tháng 2 năm 2022, Nga đã mất khoảng 50 hệ thống Buk. Bukser là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1979, hệ thống này đã được cải tiến, nâng cấp liên tục với các phiên bản mới nhất mang tên Book M1, Book M2, Book M3. Một tiểu đoàn Book đầy đủ bao gồm một xe chỉ huy, một radar trinh sát và 6 xe phóng tên lửa. Mỗi xe có 4 quả tên lửa ở trạng thái sẵn sàng, 4 quả dự trữ. Radar của tổ hợp Book M2 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 120 km, cho phép khóa đồng thời 4 mục tiêu trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Tên lửa của tổ hợp này có tầm bắn tối đa 35 km, mỗi quả được trang bị đầu đạn nổ nặng 70 kg. Giữa lúc chiến sự với Nga vẫn đang ngày một leo thang, thì kế hoạch mở rộng đối tượng tuyển quân đã được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ tháng 6. Thế nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đến nay vẫn chưa ký, bất chấp áp lực từ quân đội. Tuần trước, ông Zelensky yêu cầu chính phủ và các lãnh đạo quân đội soạn thảo kế hoạch toàn diện hơn, phù hợp hơn với một quốc gia kiệt sức vì xung đột và chuẩn bị bước vào một mùa đông khắc nghiệt nữa. Điều này làm chậm kế hoạch triển khai dự kiến đã được Quốc hội Ukraine thông qua nhằm giảm độ tuổi nhập ngũ trong thời chiến đối với nam giới từ 27 xuống 25. Ông Roman Kosenko, một nghị sĩ trong Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đáng lẽ luật phải có hiệu lực rồi vì Quốc hội hoàn toàn ủng hộ việc tuyển quân đang diễn ra một cách khó khăn. Sự chậm trễ cho thấy Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực cho quân đội, trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm mà vị tướng hàng đầu của nước này cho rằng đã rơi vào bế tắc. Dù Nga cũng có vấn đề với việc tuyển quân, nhưng Ukraine ở thế bất lợi hơn, vì Nga có dân số 143 triệu người, cao gấp 3 lần so với Ukraine trước xung đột. Việc ông Zelensky miễn cưỡng ký luật là do nhà lãnh đạo này muốn thấy một kế hoạch rõ ràng về những gì quân đội muốn đạt được với việc tuyển thêm quân, cách triển khai tân binh và luân chuyển những người đã tham gia chiến trường trong 21 tháng qua. Các nguồn tin nắm được tình hình cho biết. Ông Zelensky phát biểu ngày 24 tháng 11 khi gặp các lãnh đạo của quân đội. Tôi chờ đợi phân tích kỹ lưỡng hơn từng vấn đề từ cả chính phủ và quân đội, cũng như những đề xuất cụ thể. Tuy nhiên, sự chậm trễ khiến quân đội lo lắng. Theo ước tính của quân đội Ukraine, luật mới sẽ cho phép tuyển thêm 140.000 lính nghĩa vụ. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny viết trong bài gửi ngày 1 tháng 11 cho báo The Economist rằng quy định hiện nay có những lỗ hổng khiến công dân có thể trốn tránh trách nhiệm quân sự. Vị tướng này nói đến lệnh gọi nhập ngũ đối với hầu hết nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, dù có miễn trừ cho những người dưới 27 tuổi không có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, trừ khi họ tình nguyện. Độ tuổi trung bình của binh lính trong quân đội Ukraine hiện nay là trên 40. Kosenko, 40 tuổi, một người lính đang chiến đấu ở miền nam Ukraine cho biết, quân đội đang gặp khó khăn vì số người nhập ngũ giảm dần, trong khi giao tranh vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Một quan chức khu vực cho biết, tại thành phố Poltava ở miền trung Ukraine, đợt tuyển quân năm nay chỉ đạt 1 trên 10 mục tiêu. Trong một vụ án thu hút chú ý của giới truyền thông, một người đàn ông đưa trẻ em đến giải đấu taekwondo ở Urozgorod ở vùng biên giới Slovakia đã bị tìm đến tận phòng trọ và tống đạt giấy triệu tập. Hai sĩ quan tuyển quân bị buộc tội đánh đập những người thuộc diện phải nhập ngũ ở thành phố Tenopin thuộc miền Tây. Chính phủ Ukraine không công bố dữ liệu về hiệu quả của việc gọi nhập ngũ. Cuộc tranh luận về tuyển quân diễn ra trong bối cảnh không khí u ám đang bao trùm Ukraine khi chiến dịch phản công không mang lại kết quả như mong đợi, gây cảm giác rằng cuộc xung đột sẽ không sớm kết thúc. Ukraine đang đứng trước viễn cảnh sắp hứng hàng loạt tên lửa trong mùa đông tới. Bên cạnh đó là nỗi lo về việc các đồng minh có thực hiện đúng cam kết chuyển giao vũ khí hay không. Những yếu tố đó khiến tính toán chính trị của ông Zelensky ngày càng khó khăn hơn. Volodymyr Fesenko, giám đốc viện nghiên cứu Penta ở Kyiv nhận định, tổng thống Zelensky lo ngại rằng việc thông qua luật vào thời điểm này có thể làm gia tăng căng thẳng, nó cũng làm tâm lý tìm hòa bình bằng mọi giá. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ tàu chở hàng ở miền đông nước Nga vào hôm 29 tháng 11, gây nhiều thiệt hại nặng nề cho phía Nga. Theo thông tin mới nhất, đứng sau vụ nổ này chính là Ukraine. Chia sẻ với hãng tin CNN vào ngày 30 tháng 11, một nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết bốn thiết bị nổ đã được kích hoạt khi đoàn tàu chở hàng đang di chuyển trên tuyến đường sắt Baikan Amur tại khu vực hầm Besolov-Severomuzki ở Cộng hòa Buryatia thuộc vùng Siberi miền đông nước Nga. Nguồn tin khẳng định vụ nổ là một chiến dịch đặc biệt thành công nữa của SBU. Tuyến đường sắt Baikan-Amur là tuyến đường sắt chính duy nhất kết nối Nga và Trung Quốc. Với nguồn tin này được đưa ra, phía lực lượng SBU chưa chính thức lên tiếng. Về phía Nga, trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram, công ty đường sắt Russian Railway thông báo xảy ra hỏa hoạn trên tuyến đường sắt Baikan-Amur và cơ quan này đang thực hiện biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu hậu quả. Công ty cũng đang xác minh mức độ thiệt hại trong vụ hỏa hoạn. Theo thông báo của Văn phòng Công tố Vận tải East Siberia, một công tố viên đã có mặt tại khu vực để điều phối hoạt động của lực lượng hành pháp và cơ quan giám sát. Văn phòng Công tố cho biết, theo thông tin ban đầu, một toa xe trên tàu chở hàng đã bị cháy vào đêm 29 tháng 11 trên tuyến đường sắt East Siberian Railway khi đang di chuyển qua hầm Severomorsky. Cơ quan chức năng đã thực hiện biện pháp khẩn cấp, giảm thiểu hậu quả, không ghi nhận thương vong trong vụ việc. Trong thông báo, Văn phòng Công tố về Vận tải East Siberian cũng cho biết, Giới chức Nga sẽ thực hiện biện pháp ứng phó dựa trên kết quả điều tra. Tuy nhiên, phía Nga chưa kết luận đây là vụ tấn công hoặc cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Mới đây theo truyền thông Nga, hợp tác quân sự của Belarus gồm sự hiện diện các tổ hợp MLRS Polonez M ở Cuba chính là cú đòn của Nga nhằm vào Mỹ. Đồng thái này tạo ra mối đe dọa bất ngờ và đầy nguy hiểm đối với các căn cứ quân sự của lầu năm góc ở Đông Nam nước Mỹ và ở vịnh Mexico. Cụ thể, những động thái mới trong chương trình hợp tác quân sự giữa Belarus và hòn đảo tự do Cuba trong thời gian gần đây có thể tạo ra mối đe dọa bất ngờ và đầy nguy hiểm đối với các căn cứ quân sự của Lầu Năm Góc ở Đông Nam nước Mỹ và ở Vịnh Mexico. Theo tờ Người đưa tin của Nga, trong những ngày này, một phái đoàn quân sự lớn của Belarus đang có chuyến thăm chính thức tới thủ đô Havana của Cuba đặc biệt trong nhóm quân nhân cấp cao của Cộng hòa Belarus, có người đứng đầu lực lượng tên lửa và pháo binh là đại tá Ruslan Chekov. Có thể việc vị quan chức này tham gia đàm phán đồng nghĩa với việc lên kế hoạch cung cấp các hệ thống tên lửa do Belarus sản xuất cho Cuba, bao gồm cả các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS V-300 Polones M. Loại pháo tên lửa được trao danh hiệu MLRS nguy hiểm nhất châu Âu. V-200 Polonez là hệ thống pháo tên lửa 300mm của Belarus, được cấu thành từ một đơn vị phóng bao gồm 8 tên lửa được đóng gói trong hai bệ. Mỗi bệ 4 tên lửa gắn trên khung gầm, dẫn động 4 bánh MZKT-7930 Astrologer. Các trận đánh ác liệt tiếp tục diễn ra. Nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Abdika tiếp giáp với ngoại ô phía tây bắc trung tâm Donetsk, hiện quân Nga đang tiến vào thành phố từ ba phía, dần dần mở rộng đầu cầu ở hai sườn phía nam và phía bắc, từ đó siết chặt vòng vây ở phía tây. Ở phía đông nam, sau khi quân Nga chiếm được khu công nghiệp Abdika, các trận đánh đã bắt đầu trong thành phố. Hiện pháo binh của Nga đang tích cực bắn phá vào xung quanh nhà máy hóa chất và thàn cốc Abdiqa suốt ngày đêm, trong đó có sử dụng cả đạn nhiệt áp hạng nặng TOS-1A cũng như các cuộc không kích kết hợp bằng bom và tên lửa. Lực lượng không quân lục quân và không quân chiến thuật của Nga đang tích cực tấn công các mục tiêu. Các trinh sát trên không phát hiện, không chỉ trên mặt đất mà còn dưới lòng đất, bằng tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cũng như bom xuyên đất có điều kiện kênh Telegram của lực lượng dân quân nước Cộng hòa tự xưng Donetsk đã đưa đoạn video quay cảnh các cuộc tấn công bằng bom xuyên đất của lực lượng không quân chiến thuật Nga nhằm vào xe bọc thép và nơi tập kết quân của Ukraine, ẩn nấp trong các đường hầm tại nhà máy than cốc Avdivka. Video được quay từ UAV trình sát cho thấy việc di chuyển của xe bọc thép Ukraine đang tiến vào hầm trú ẩn dưới lòng đất, một địa điểm của nhà máy luyện cốc. Một cuộc không kích có độ chính xác cao của không quân chiến thuật Nga ngay lập tức được tiến hành nhằm vào nơi bị nghi ngờ tập trung vũ khí vào quân số của Ukraine. Nhờ sử dụng vũ khí dẫn đường mới nhất, nên mục tiêu đã bị bom thả chính xác. Những trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra trong nhà máy than cốc và hóa chất. Một số đơn vị thiết giáp Ukraine cố gắng ẩn nấp trong đường hầm gần khu công nghiệp đã bị trúng tên lửa dẫn đường. Ở sườn phía Bắc, Ukraine cố gắng tiến về Mayoskoye nhưng đã bị pháo binh Nga chặn lại. Tại Soledad, ở sườn phía bắc Ba Mút, quân Nga đang tiến về phía Bodanovka. Ngoài ra, các đơn vị dù tiếp tục chiến đấu trong khu vực hồ chứa Berkovskoye. Tình hình chiến thuật đã được cải thiện. Sau khi giành được Kromov, giao tranh ác liệt đã diễn ra trên hướng đường cao tốc Ba Mút, Krasno. Ở sườn phía nam, khu vực Grechievka, quân Nga đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát các cao điểm gần ngôi làng, phần nào đẩy lùi được đối phương. Tại Kherson, tình hình về cơ bản vẫn giữ nguyên. Đội hình của Ukraine đã bố trí dọc theo bìa rừng, đang cố gắng tiến sâu hơn nhưng vô ích. Hôm qua, hai nhóm tấn công của lính thủy đánh bộ Ukraine từ cái gọi là nhà kính đã bị pháo kích và sau đó là các nhóm trinh sát Nga tấn công. Kết quả của cuộc đấu súng, lính thủy đánh bộ Ukraine rút lui và sau đó được sơ tán đến vùng ngoại ô phía Bắc. Ông Zelensky cho biết, tôi vừa tổ chức hai cuộc họp quan trọng ở Zaporizhia, đầu tiên là với quân đội, với hai tướng Tanavsky, Mokalev, Livinov và tất cả những người chịu trách nhiệm phòng thủ ở đây. Cuộc họp thứ hai thực ra là cuộc họp cấp quốc gia về việc củng cố. Tại tất cả các hướng chính cần gia cố, đẩy nhanh việc xây dựng các công trình, tất nhiên đây chủ yếu là Abdiivka, Marinka và các nơi khác trong khu vực Donetsk tập trung tối đa. Vùng Kharkov là Kupyansk, cũng là tuyến phòng thủ kupyansk liman Mệnh lệnh trên được đưa ra khi tình hình của quân đội Ukraine ngày một khó khăn trên các mặt trận lớn. Theo những hình ảnh được trang quân sự, voenronika.ru trích dẫn, vụ việc trên xảy ra ở sân bay quân sự Donkisevo nằm gần thành phố Krivorok thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine hôm 30 tháng 11. Toàn bộ diễn biến của tập kích đã được một chiếc UAV giám sát khác quay lại chiếc UAV càng tử Lancet Nga đã lao thẳng vào thân cường kích Su-25 Ukraine đang nằm trong sân bay mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ lực lượng Ukraine có mặt ở đó và tạo ra một vụ nổ lớn. Theo hãng tin RT, đây là lần thứ hai trong gần hai tháng qua, UAV càng tử Lancet tấn công vào khí tài quân sự Ukraine nằm ở sân bay Donginsevo, nơi cách khu vực tiền tuyến khoảng 70 km. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình hình chiến trường ngày 30 tháng 11, Sư đoàn Cận vệ đường không số 104 mới thành lập của lực lượng đổ bộ đường không Nga VDV nhiều khả năng đã được triển khai đến tỉnh Kherson. Sư đoàn lính dù 104 được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố tái thành lập hồi tháng 8 sau khi đơn vị này bị giảm quy mô xuống cấp lữ đoàn vào năm 1998. Động thái này giúp cho VDV có tổng cộng 5 sư đoàn trong biên chế. Lính dù được coi là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sư đoàn 104 có thể bao gồm trung đoàn 337, một trung đoàn cơ động và lữ đoàn pháo binh 52. Tuy nhiên, các binh sĩ trong sư đoàn này nhiều khả năng chưa được huấn luyện kỹ càng và không đáp ứng được tiêu chuẩn về mức độ tinh nhuệ của lính dù Nga, cơ quan này nhận định. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Business Insider đánh giá đây là một động thái đầy thách thức với phi công lái máy bay chiến đấu vì mức độ nguy hiểm khi điều khiển tiêm kích thấp như vậy. Không quân Ukraine không lý giải vì sao chiếc MiG-29 lại thực hiện cú bay sát mặt đất. Kỹ năng bay tầm thấp được xem là thiết yếu với phi công Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Trước một đối thủ vượt trội về năng lực không quân và sở hữu hàng loạt hệ thống phòng thủ tiên tiến, trong nhiều nhiệm vụ chiến đấu, Ukraine không còn lựa chọn nào khác là phải bay thấp sát mặt đất để tránh bị radar đối phương dò ra, giảm thiểu nguy cơ bị tên lửa đất đối không bắn trúng. Guy Snowgrass, cựu phi công Hải quân Mỹ nói với Business Insider về chiến thuật bay thấp. Ở độ cao rất thấp, bạn có thể che địa hình, khiến cho radar và các hệ thống khác khó phát hiện ra bạn và nếu radar phát hiện ra bạn, khoảng thời gian để chúng phản ứng sẽ ít hơn nhiều so với việc bay cao. Ông Douglas McGregor cho biết, tôi nghĩ rằng người Nga sẽ nắm giữ những vùng đất hiện nằm dưới sự kiểm soát của họ và họ cũng có thể tiếp quản các vùng đất từ lãnh thổ Odessa đến Kharkov. Theo quân nhân này, quân đội Ukraine đang bị đánh bại trong các hoạt động cân sự. Đồng thời, ông Douglas McGregor nói thêm rằng quân đội Nga hiện đã nắm thế chủ động. Đại tá McGregor không loại trừ khả năng Nga sẽ tiếp tục di chuyển từ từ về phía Tây, sĩ quan dograd macgregor cảnh báo họ sẽ có được bất cứ thứ gì họ muốn dù chúng ta có thích hay không macgregor kết luận ukraine không phải cần nguồn cung cấp vũ khí đạn dược mà cần một giải pháp cho xung đột để chấm dứt thảm họa ở nước này về tình hình thực địa bộ quốc phòng nga cho biết các đơn vị của nhóm quân nam đã giải phóng làng astemovskoye ở donetsk Tin xác định rằng trong ngày qua, Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các đội xung kích thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu vực Sum, Astemovsky và Krechevka, khiến cho Ukraine mất tới 250 người. Quân Nga đã phá hủy xưởng lắp ráp sản xuất và sửa chữa radar cho lực lượng Ukraine. Nối tiếp chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sau một tuần ngừng bắn tại giải Gaza, nhiều con tin bị Hamas bắt giữ đã được thả quay về với gia đình. Vào ngày 1 tháng 12, quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu nước này đã bắt đầu tấn công các mục tiêu của Hamas ở giải Gaza. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc chiến đã được nối lại sau một tuần ngừng bắn. Quân đội nước này cáo buộc nhóm vũ trang Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn. Cụ thể, trong tuyên bố đầu ngày 1 tháng 12 theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hamas đã vi phạm lệnh tạm dừng hoạt động và ngoài ra còn bắn về phía lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cũng thông báo rằng họ đang tiến hành các cuộc không kích và các mục tiêu của Hamas ở Gaza. Hamas vẫn chưa bình luận về diễn biến này. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Hamas đã vi phạm khuôn khổ thỏa thuận vì tổ chức này không đáp ứng nhiệm vụ thả tất cả con tin là phụ nữ. Tuyên bố nêu rõ, trong bối cảnh quay trở lại chiến đấu, chúng tôi nhấn mạnh rằng chính phủ Israel cam kết đạt được các mục tiêu của cuộc chiến: giải phóng con tin của chúng tôi, loại bỏ Hamas và đảm bảo rằng Gaza không bao giờ có thể đe dọa người dân Israel nữa. Cùng ngày Israel cho biết họ chặn được một vụ phóng vũ khí từ vùng lãnh thổ Palestine. Sau đó nói thêm rằng, một số vụ phóng đã được xác định là từ giải Gaza hướng tới lãnh thổ Israel và không bị chặn theo giao thức. Cả hai bên đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ở phía bắc Gaza, nơi đã trở thành mục tiêu chính cho cuộc tấn công trên bộ của Israel bắt đầu từ cuối tháng 10. Israel và Hamas ban đầu đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày do Qatar làm trung gian. Lệnh có hiệu lực vào ngày 24 tháng 11. Phần quan trọng của thỏa thuận là cam kết của Israel sẽ thả 150 tù nhân Palestine để đổi lấy 50 trong số khoảng 240 con tin bị Hamas bắt giữ kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Israel cũng cho biết sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày đối với cứ 10 tù nhân được Hamas thả ra. Từ đó lệnh ngừng bắn đã được gia hạn nhiều lần, trong đó Hamas thả hơn 100 con tin, có nhiều người nước ngoài, trong khi Israel đã trả tự do cho khoảng 240 người Palestine. Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra vào cuối ngày 30 tháng 11, khi 8 con tin Israel được Hamas bàn giao cho hội chữ thập đỏ ở Gaza và sau đó sơ tán đến Israel. Israel đã thả 30 người Palestine. Theo đó, Hamas sẽ thả thêm 10 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mà lực lượng này bắt giữ ở Gaza. Như vậy, đến nay, Israel và Hamas đã gia hạn lệnh ngừng bắn 3 lần. Lần gia hạn đầu tiên kéo dài 2 ngày, lần thứ hai 1 ngày, Lệnh ngừng bắn nhân đạo ban đầu được ký kết vào hôm 24 tháng 11, kéo dài 4 ngày. Theo thỏa thuận ngừng bắn, đến nay, 70 người Israel, ba công dân Israel có hai quốc tịch và 24 công dân nước ngoài đã được thả. Đổi lại, 210 người Palestine đã được trả tự do khỏi các nhà tù của Israel. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, Hamas sẽ thả tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin ở Gaza, không có giới hạn nào trong thỏa thuận về số lượng người nước ngoài được trả tự do. Thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian cũng cho hay, Hamas sẽ thả 10 con tin Israel mỗi ngày để đổi lấy 30 tù nhân Palestine và thêm một ngày ngừng bắn. Hamas đã bắt giữ khoảng 240 con tin, trong đó có nhiều người nước ngoài. Sau khi phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10, khiến 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trước thời hạn ngừng bắn, Hamas đã lệnh cho chiến binh, sẵn sàng chiến đấu, trong khi quân đội Israel cho biết họ đã chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở giải Gaza. Liên quan đến vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên mới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 11 cá nhân của Triều Tiên có liên quan đến vụ việc. Bên cạnh đó, cả Mỹ, Nhật Bản và Australia cũng áp lệnh trừng phạt với nước này. Cụ thể trong danh sách bị áp đặt lệnh trừng phạt có 4 cá nhân làm việc tại Cục Quản lý Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên và quản lý Kang Son, phụ trách tổ hợp máy Ryong Song. Ngoài ra, danh sách trên còn có Trung tướng Kim Chon Kyo của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, hai quan chức của Cục Công nghiệp Chế tạo Máy Triều Tiên, một nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Nga, người đứng đầu một viện nghiên cứu và một nhà quản lý tại nhà máy Thê Sông. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra thông báo trên cùng ngày với việc Mỹ, Nhật Bản và Australia công bố một loạt lệnh trừng phạt tương tự. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên bốn nước trên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên vào cùng một thời điểm. Các quy định này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mang vệ tinh trinh sát quân sự lên quỹ đạo vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Seoul và Washington coi vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái và tháng 9 năm nay, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Hôm 30 tháng 11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù. Hãng thông tấn KCNA đưa tin, Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được thực hiện nhân lễ kỷ niệm ngày phi công của Triều Tiên. Tại đây ông đã đưa ra các chỉ thị, hướng dẫn chiến lược nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Yêu cầu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự. Cùng ngày 30 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 11 cá nhân Triều Tiên liên quan đến các chương trình vệ tinh và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trước đó, hãng tin Junhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chương trình du lịch đến làng đình chiến Pamunjom ở biên giới Liên Triều đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính Triều Tiên được trang bị súng tại khu phi quân sự DMZ. Một quan chức bộ trên thông báo, vì quân đội Triều Tiên đang mang súng lục vào khu vực an ninh chung ở DMZ, trong khi binh sĩ Hàn Quốc không có vũ khí, chúng tôi quyết định không tổ chức chuyến tham quan Pamunjom vào thời điểm hiện tại. Tuần trước, Triều Tiên thông báo khôi phục tất cả các biện pháp quân sự đã tạm dừng theo Hiệp định Quân sự năm 2018 với Hàn Quốc, nhằm đáp trả việc Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh quân sự. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ông Kim Jong-ho đã hủy kế hoạch đến thăm làng đình chiến ngày 5 tháng 12 sau các diễn biến trên. Trong chuyến thăm Qatar vừa qua, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đứng khoanh tay ở cửa máy bay đợi gần 30 phút dưới cây nắng gay gắt trước khi Ngoại trưởng Qatar tới đón ông. Điều này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sự việc xảy ra vào hôm 29 tháng 11 khi chuyên cơ chở Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier hạ cánh ở sân bay Doha sớm hơn so với lịch trình hôm 29 tháng 11. Theo phản ánh của tờ báo Đức, dưới cây nắng gay gắt, thảm đỏ đã trải và đội danh dự Qatar đã vào vị trí sẵn sàng. Thậm chí, đại sứ Đức tại Qatar, Lothar Fressleder cũng có mặt, nhưng chưa có quan chức Qatar ra đường băng đón ông Steinmeier. Tổng thống Đức đã phải khoanh tay đứng đợi gần 30 phút ở cửa máy bay Airbus A350. Tuy nghi thức ngoại giao bị chậm, nhưng cuộc gặp của Tổng thống Đức và quốc vương Tamim bin Hamad Antanin vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Tổng thống Stemmeier có chuyến thăm chấp nhoáng tới Qatar trong khoảng 3 giờ để bàn về những nỗ lực giúp phóng thích các con tin Đức bị Hamas bắt giữ. Một số công dân Đức nằm trong số những con tin bị Hamas đưa về giải Gaza sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Sau cuộc gặp với quốc vương Thani, Tổng thống Đức khẳng định chắc chắn Qatar sẽ làm tất cả có thể để giải thoát con tin người Đức. Dù thừa nhận trong tình hình đàm phán khó khăn, không có gì có thể đảm bảo, nhưng Tổng thống Đức đề nghị lãnh đạo Qatar tiếp tục nỗ lực giải thoát tất cả con tin và hy vọng sẽ nhận được tin tốt trong những ngày tới. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố trên, song nhà báo Rosalia Romanek tháp tung đoàn Tổng thống Đức đặt câu hỏi liệu kế hoạch đón tiếp ông Stemmer có xảy ra nhầm lẫn hay giới chức Qatar tỏ thái độ lạnh nhạt với lãnh đạo Đức sau khi Tổng thống Stemmer dành 3 ngày thăm Israel, hai đêm ở Oman, nhưng chỉ có 3 tiếng ở Qatar. Ngoài ra cũng theo tờ báo Đức, còn có thông tin cho rằng liệu đây là phản ứng của Qatar trước những tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trước thêm chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ lâu của ông Anthony tới Berlin vào tháng 10 hay không. Trong đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có phát biểu gay gắt rằng Qatar phải có trách nhiệm đặc biệt trong nỗ lực đối phó các phong trào bạo lực ở Trung Đông. Theo DW, Qatar được cho là rất bất bình trước phát ngôn của Ngoại trưởng Đức. Vương quốc Qatar giữ quan hệ với cả lực lượng vũ trang Hamas và Israel, hai bên đang xung đột ở giải Gaza. Sau khi xung đột nổ ra, Qatar cũng là quốc gia tham gia tích cực trong các cuộc đàm phán giúp nhiều con tin được Hamas trả tự do. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.